Xin chào quý vị và các bạn. Bây giờ tôi xin giới thiệu 4 loại cây ăn quả thường được người ta trồng chậu và có thể trồng làm cảnh. Thì đầu tiên là loại ổi Đài Loan. Ở Đài Loan là loại đặc biệt thích hợp trồng chậu. Nó thích hợp trồng chậu nhất trong các loại cây ăn quả. Đây là loại ổi ngon, có xuất xứ từ Đài Loan. Và tại sao thì người ta chọn nó để làm cây trồng chậu? Thì đơn giản thôi, bởi vì nó dễ. Và ở Đài Loan trồng trồng chậu nó vẫn ra quả bình thường. Như ta thấy ở đây, đây là có bông rồi nè, có quả nhỏ. Và cái này đang trồng trong một cái chậu ni lông, bịch ni lông nhỏ thôi, nó cũng đã có quả. Vì đặc tính dễ như vậy cho nên ở Đài Loan là loại mà được người ta trồng chậu nhiều nhất. Còn một đặc điểm nữa là nó ngon, nó cũng là một trong những loại ổi ngon hàng đầu hiện nay. Loại cây thứ hai thích hợp trồng làm cảnh trong chậu đó là cốc thái. Ta thấy đây, ở đây cốc thái này đang có trái đó. Và cây này cũng đang được trồng trong chậu và cũng tương tự nhỏ Đài Loan. Người ta chọn cốc thái để trồng chậu và làm cảnh bởi vì nó dễ. Một cây trồng trong chậu bình thường thôi thì nó cũng dễ dàng có trái. Chúng ta thấy cây này ở đây, gốc không to, chậu thì cũng tương đối thôi. Và đang có trái. Sau cái trái đó thì lại tiếp tục có hoa. Và những cái trái và hoa này là hoàn toàn có thể phát triển thành trái lớn để ăn được, chứ không phải chỉ để trang trí chơi thôi. Loại cây tiếp theo cũng dễ dàng để trồng chậu đó là ổi tím. Nhưng mà khác với ở Đài Loan và cốc thái thì ổi tím nó đẹp, chứ nó không ăn được quả, bởi vì quả ổi tím ăn rất dở. Nhưng mà ổi này thì trồng trong chậu cũng dễ dàng và cũng dễ dàng có trái, nhưng mà ăn thì không ngon. Nhưng ưu điểm để người ta chọn ổi này trồng chậu thì không phải nó có dễ có trái như hai loại cốc thái và ở Đài Loan vừa nêu, mà vì nó đẹp, lá nó hoàn toàn màu tím và trái hoa cũng có đều có màu tím. Loại thứ ba, loại thứ tư là nhãn tím. Nhãn tím thì nó là một giống nhãn mới được ông Trần Quang Huy ở Sóc Trăng phát hiện ra. Thì trong 4 loại cây trồng chậu mà tôi giới thiệu hôm nay thì nhãn tím nó tương tự với ổi tím bởi vì nó đẹp, hoa lá trái đều rất đẹp. Nhưng mà ổi tím thì có trái không ăn được, trong khi nhãn tím có trái ăn được và ăn rất ngon. Và trồng chậu thì nó cũng có dễ dàng có trái. Cái đặc điểm này nó tương tự với cốc thái và ổi Đài Loan, nhưng mà đồng thời nó đẹp tương tự như ổi tím. Thì trong 4 loại cây tôi giới thiệu có thể trồng chậu ngày hôm nay thì theo như cá nhân tôi đánh giá, nhãn tím là loại cây thú vị nhất, bởi vì nó vừa đẹp giống như ổi tím mà nó có trái có thể ăn được giống như ở Đài Loan và giống như cốc thái. Đây là loại cây thú vị nhất trong 4 cây mà tôi vừa nêu. Thì 4 loại cây này thì 3 loại có trái ăn được và tất cả 4 loại thì đều trồng chậu có trái cả. Trong đó nhãn tím là thú vị nhất, vừa đẹp vừa ăn được, trong khi ổi tím thì chỉ đẹp chứ ăn thì rất dở.